Chào bạn, trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan nhà máy sản xuất gạch men để xem quy trình máy móc hoạt động cũng như là cách thức người ta tạo ra những viên gạch men như thế nào nhé. Đất sau khi nghiền sẽ được tạo ra trộn với cả nước để tạo thành hồ. Đây chính là nguyên liệu để đổ vào trong các khuôn định hình và tạo ra được các phôi của gạch. Sau đó các phôi này các bạn nhìn thấy nó sẽ trải qua việc là các cái hệ thống phun men này, để phủ men lên trên bề mặt này. Sau khi phủ men lên trên bề mặt xong thì sẽ chuyển đến hệ thống nung này. Đây, các bạn nhìn thấy hệ thống máy móc tự động hoàn toàn. Tất cả sẽ thực hiện hoạt động một cách là rất là đều đặn, sử dụng các máy móc công nghệ cao để làm. Gần như là chúng ta không nhìn thấy sự xuất hiện của công nhân nhiều ở đây. Các hệ thống máy móc hoạt động liên ngày có thể sản xuất số lượng gạch rất là lớn. Sau đó thì bắt đầu các hệ thống máy móc cỡ lớn bắt đầu xếp gạch thành này, thành từng khối một này. Chuyển đến máy đóng gói. Chúng ta nhìn thấy tất cả các công đoạn này thì đều có các con robot tự thực hiện này. Robot này, robot tự chuyển hàng này. Sau những công đoạn vận chuyển này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái hệ thống băng truyền để rửa lại gạch. Gạch sẽ được rửa qua nước. Để từ đó nó sẽ ra những viên gạch sạch và chất lượng nhất, kiểm soát được lỗi cũng như là các vết nứt ở trên bề mặt của gạch. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là các hệ thống để đánh bóng bề mặt gạch này. Đây là chiếc máy đánh bóng cỡ lớn. Ở đây có những cái thiết bị để kiểm tra độ phẳng. Các bạn nhìn thấy nó sẽ kiểm tra xem là cái viên gạch đã phẳng chưa. Và rồi cuối cùng thì sang khâu đóng gói, xếp thành kệ, chuyển đến, mang đến các đại lý được chuyển đến từng công trình. Và như vậy chúng ta đã nhìn ra được toàn bộ quá trình mà nhà máy làm gạch thực hiện công việc như nào.